Xin chào các bạn, cùng mình ngắm bộ sưu tập vòi chậu Vigrasera sang trọng này nhé. Đây là bộ chậu Vigrasera V72 kết hợp với vòi chậu cảm ứng Vigrasera VG1028. Chậu lavabo V72 có kích thước 490x365x132mm, thiết kế đơn giản, sang trọng. Ngoài ra, chậu phù hợp lắp đặt với vòi VG1023, VG114, VG111. Vòi lavabo nóng lạnh VG1028 cảm ứng dùng pin dành cho chậu một lỗ FC từ hãng Vigrasera đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Vigrasera. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.